Kính chào quý vị. Bây giờ là nội dung chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chương trình tối nay thứ Bảy ngày 1 tháng 8 có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuy Phước lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam dâng hoa viếng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân họp trực tuyến với 18 huyện thị thành phố để đưa ra các phương án phòng chống dịch COVID-19. Như thường lệ cuối chương trình thời sự tối thứ Bảy hàng tuần là một địa chỉ từ thiện. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, trước tình hình diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa, sáng nay Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương để triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan tham dự. Theo số liệu đo được của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, lúc 1 giờ ngày 1 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Ban kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ di được khoảng 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ và cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía nam. Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới rất rộng, vùng có gió mạnh mở rộng về phía nam do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông hiện nay diễn biến rất phức tạp, có khả năng mạnh lên thành bão và đổ bộ vào đất liền. Vì vậy, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương cần khẩn trương theo dõi, kiểm soát, đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển. Đặc biệt không được chủ quan trong việc sơ tán người dân đến khu vực an toàn, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, các công trình nhà ở, công trình công cộng, hồ đập, đê điều xung yếu. Rà soát các khu vực du lịch biển đảo, miền núi, trung du, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân khi có mưa lũ lớn xảy ra. Đặc biệt là chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai trong mọi tình huống, đặc biệt là trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Sáng nay, huyện Tuy Phước đã chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Hơn 280 đại biểu, đại diện cho hơn 2.330 đảng viên trên toàn huyện đã về dự đại hội. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số ngành địa phương dự đại hội. Những thành quả nổi bật nhiệm kỳ qua được báo cáo chính trị trình tại đại hội nêu rõ. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự đoàn kết của toàn đảng bộ và sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, huyện Tuy Phước đã đạt được thành công trong thực hiện các nhiệm vụ đột phá gắn với tái cơ cấu ngành nông lâm nghiệp, huy động tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển và khai thác hiệu quả các thế mạnh về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Kinh tế của huyện tăng trưởng và phát triển đồng bộ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đặc biệt, thông qua triển khai hiệu quả nghị quyết 05 của tỉnh ủy về phát triển kinh tế xã hội miền núi, gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Tuy Phước đã thực hiện có hiệu quả đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được tập trung lãnh đạo, tạo bước chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Công nghiệp cũng đạt mức tăng trưởng khá và ngày càng tăng về tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Quyết tâm của địa phương thì trong công tác xây dựng nông thôn mới thì trong những năm qua địa phương đã ban hành nhiều các nghị quyết, trong đó có nghị quyết chuyên đề để đảng ủy tập trung lãnh đạo đề ra giải pháp và
cả hệ thống chính trị vào cuộc và đặc biệt là nhân dân có cái sự đồng tình hưởng ứng rất cao. Rồi triển khai thực hiện nghị quyết 05 của tỉnh ủy cũng như là đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái của huyện thì trong thời gian tới thì huyện tập trung vào mấy cái giải pháp lớn. Thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền ở cơ sở để cho mọi người dân cùng biết và cùng tham gia. Cái thứ hai là quy hoạch lại các cái vùng sản xuất theo cái hướng là liên canh, liên cư, liên vườn và sản xuất theo chuỗi giá trị. Cái thứ ba là sẽ huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng, từ hạ tầng giao thông, đặc biệt là hạ tầng thủy lợi để phục vụ tưới tiêu, với cái hướng phấn đấu sắp tới là tỷ lệ tưới tiêu khoảng tăng lên khoảng 42%. Cùng với tranh thủ các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển về chiều sâu, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, các vấn đề xã hội luôn được chú trọng, an ninh xã hội được đảm bảo, nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương hoàn thành tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong định hướng khai thác lợi thế, xây dựng những làng quê đặc trưng nơi đây trở thành hình mẫu của làng quê nông thôn Việt Nam, phát triển hoạt động thương mại dịch vụ, hình thành những sản phẩm du lịch sinh thái làng quê mang nét văn hóa đặc trưng của vùng Đông Dương xứ Quảng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại đại hội đã nêu ra nhiều gợi mở. Huyện cần xác định rõ những lợi thế để chủ động quy hoạch vùng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, làm cơ sở để ban hành các nghị quyết, đề án thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, chương trình trọng điểm đã được xác định, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa kinh tế xã hội, môi trường, hướng đến lấy con người là trung tâm, là chủ thể động lực của sự phát triển. Phải quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện thành vùng trọng điểm kinh tế vườn, trung tâm du lịch sinh thái làng quê nổi tiếng của tỉnh, với nét độc đáo riêng của làng quê Quảng Nam. Cùng với phát triển du lịch, cần tập trung lựa chọn những sản phẩm ưu thế vượt trội để hình thành nhiều sản phẩm ô cốp độc đáo, nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chuỗi sản phẩm ô cốp chất lượng cao, chú trọng xây dựng củng cố các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, đồng thời có giải pháp sản xuất, bảo quản, chế biến theo hướng sạch, nâng cao giá trị, giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Hai là Tiên Phước nằm trên hành lang kinh tế Tây Nam của tỉnh, đóng vai trò như một trung tâm kinh tế vùng, có các trục quốc lộ, tính kết nối giao thông thuận lợi. Vì vậy, huyện cần khai thác tốt lợi thế để thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ trên định hướng chung của tỉnh. Tập trung trí tuệ xây dựng nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội cũng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá và 22 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng và quốc phòng an ninh. Trên cơ sở đó, Tiên Phước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm thực hiện thành công huyện nông thôn mới vào năm 2022 và cơ bản đạt tiêu chí huyện anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, giai đoạn 2020-2025. Phấn đấu đến năm 2030, Tiên Phước đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu, là một trong những trung tâm du lịch sinh thái làng quê của tỉnh Quảng Nam. Thực hiện đúng quy trình bầu cử, đại hội đã bầu 37 đồng chí và ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 22. Sáng nay, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam cũng đã khai mạc phiên trù bị đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có 286 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 4.200 đảng viên thuộc 65 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan. Trước khi vào khu vực tổ chức đại hội, các đại biểu đã tiến hành đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch vệ sinh sát khuẩn, đeo khẩu trang y tế nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và mọi người trước tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Phiên trù bị đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch gồm 7 đồng chí, đoàn thư ký gồm 2 đồng chí, bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 3 đồng chí. Thông qua chương trình làm việc, phổ biến một số nội dung chuẩn bị phiên đại hội chính thức, thông qua nội quy quy chế đại hội, quán triệt quy chế bầu cử trong đảng, với chủ đề phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, đoàn kết, nêu gương, quyết tâm xây dựng đảng bộ khối các cơ quan tỉnh trong sạch vững mạnh toàn diện. Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam lần thứ 9 sẽ chính thức khai mạc sáng ngày 2 tháng 8. Trước khi bước vào đại hội, sáng nay, đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam đã đến viếng hương dân hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã đặt vòng hoa tưởng niệm thành kính dâng hương
tri ân tưởng nhớ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, tưởng nhớ công ơn của những người mẹ Việt Nam anh hùng đã sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục, rèn luyện nên các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đồng chí đóng góp công sức to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để có được cuộc sống bình yên như hôm nay là sự hy sinh cao cả, không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân của biết bao thế hệ người con Việt Nam anh dũng kiên cường. Thưa quý vị, với mục tiêu ngăn chặn, dập dịch, ứng phó với diễn biến dịch bệnh COVID-19 nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn tính mạng cho nhân dân, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đã có cuộc họp trực tuyến với 18 huyện thị thành để đưa ra các phương án phòng chống dịch một cách hiệu quả cao nhất. Đến thời điểm này, tại Quảng Nam là địa phương giáp ranh với tâm dịch đã ghi nhận 20 ca nhiễm bệnh COVID-19. Các địa phương có số ca mắc bệnh COVID là Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên và Thăng Bình. Đến nay, ngành y tế đã tiến hành lấy 1.600 mẫu xét nghiệm, trong đó 20 ca dương tính, 1.271 mẫu âm tính và 540 mẫu đang chờ kết quả. Sau khi có kết quả xét nghiệm sàng lọc nghi nhiễm dương tính COVID-19, Ban chỉ đạo đã tiếp tục khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng toàn khu vực nhà và khu vực cách ly. Tại cuộc họp, một số địa phương đưa ra một số ý kiến, đó là cần hỗ trợ nhân lực, vật lực, chi viện các địa phương Hội An, Đại Lộc. Cạnh đó, đề xuất ngành giáo dục cần có hướng dẫn ôn tập trực tuyến với các em học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020. Trước làn sóng quay trở lại dịch bệnh COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu tất cả các cấp, các ngành, chính quyền địa phương huy động nguồn lực tập trung cao, triển khai công tác phòng chống dịch quyết liệt. Thời gian đến là thử thách, cần cảnh giác cao, vì vậy cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 đến toàn dân, thành lập tổ giám sát tại địa phương, khu dân cư nhằm phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ, không để dịch lây lan. Ngành y tế tăng cường năng lực y tế, yếu tố truy vết cực kỳ quan trọng và nâng cao năng lực điều trị. Đặc biệt vai trò của chính quyền địa phương góp phần thành công trong công tác phòng chống dịch, cần đảm bảo bình ổn giá, giữ gìn an ninh trật tự, không để lây nhiễm trong cộng đồng, không để lơ là mất cảnh giác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 4367 về việc rà soát quản lý thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế khẩn trương tăng tốc đẩy nhanh tiến độ việc rà soát, lập danh sách tất cả trường hợp trên địa bàn đã từng đi đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 để sàng lọc, xác minh các trường hợp có nguy cơ cao, tổ chức cách ly y tế phù hợp theo đúng hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và Bộ Y tế, lấy mẫu xét nghiệm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để tránh lây lan ra cộng đồng, và yêu cầu tất cả trường hợp này phải thực hiện ngay việc khai báo y tế, giám sát cập nhật tình hình sức khỏe. Các trường hợp đã từng đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao khác trong các thông báo khẩn của Bộ Y tế, yêu cầu cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp nêu trên và lập danh sách các trường hợp có tiếp xúc gần để thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly kịp thời phù hợp. Thưa quý vị, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại buổi làm việc với tiểu ban điều trị phòng chống dịch bệnh COVID-19 về công tác phân tuyến, thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 và các nội dung khác có liên quan. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tiểu ban điều trị cần phải vào cuộc mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa, triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách để điều trị thành công bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, cần tập trung triển khai, thực hiện khẩn trương một số nội dung công việc trọng tâm, như thực hiện phương châm, tập trung tối đa nguồn lực, trang thiết bị y tế và cơ sở vật chất để triển khai thực hiện tốt công tác điều trị các ca bệnh dương tính với COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Kịp thời chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị những ca dương tính nặng vượt khả năng của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế. Yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tập trung tối đa mọi nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ điều trị các ca bệnh dương tính với COVID-19. Các bệnh viện tuyến tỉnh tích cực phối hợp hỗ trợ con người, trang thiết bị y tế và nhận các bệnh nhân không phải dương tính với COVID-19 từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam về điều trị tại đơn vị mình khi có yêu cầu. Giao trưởng tiểu ban điều trị chủ trì phối hợp với các thành viên tiểu ban điều trị và các ngành đơn vị liên quan khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh quy chế làm việc của tiểu ban điều trị, tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở y tế về việc cách ly,
chuyển các ca dương tính đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương điều trị, kịp thời xin ý kiến các chuyên gia đầu ngành có kinh nghiệm của Bộ Y tế, đặc phái viên của Bộ Y tế trong công tác điều trị và chuyển tuyến bệnh nhân COVID-19. Trường hợp cần thiết, cấp bách, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiểu ban điều trị phối hợp chặt chẽ với tiểu ban giám sát trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thông báo ngay kết quả xét nghiệm các ca bệnh nghi dương tính với COVID-19 cho trưởng tiểu ban điều trị, các cơ sở y tế có liên quan và những người có trách nhiệm ở địa phương để triển khai các biện pháp điều trị, truy vết, cách ly, phòng chống dịch kịp thời, đúng quy định. Cần tránh để lộ thông tin dẫn đến tâm lý hoang mang, lo sợ, kỳ thị trong cộng đồng. Đề nghị Sở Y tế thành lập ngay đội phản ứng nhanh về công tác điều trị, hồi sức cấp cứu, mời các chuyên gia trung ương về tập huấn, hỗ trợ tối đa vật tư, hóa chất, phương tiện phòng hộ cho các đơn vị điều trị bệnh nhân COVID-19. Trường hợp khó khăn vướng mắc, vượt thẩm quyền, báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quy định. Trong mục địa chỉ từ thiện hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trường hợp khó khăn của chị Nguyễn Thị Bông, thôn Đàng Trung, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, đang cần được giúp đỡ. Gia đình chị Bông thuộc diện hộ nghèo, chồng chị là lao động duy nhất trong nhà, không may bị mất do đột quỵ, để lại mình chị nuôi hai con thơ bị bệnh. Cháu Phan Nguyễn Trúc Phương, con gái út của chị Bông năm nay vừa tròn 8 tuổi. Vào độ tuổi vô tư, vô lo, nhưng em lại mang trong mình một nỗi sợ hãi về căn bệnh mờ mắt bẩm sinh. Em lo sợ một ngày nào đó mình sẽ không nhìn thấy được nữa. Con đường đến trường lúc nào cũng phải có mẹ kề bên, bởi mọi thứ xung quanh em đều mù mờ. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, với em mỗi ngày đi qua là một cuộc chiến với số phận nghiệt ngã. Con ước là lớn lên con học giỏi, có tiền phụ mẹ, mẹ có tiền chữ mũ má cho con để con hái được mọi vật rõ hơn. Gia đình chị Nguyễn Thị Bông thuộc diện hộ nghèo, chồng chị là lao động chính trong nhà nhưng không may bị mất do đột quỵ, để lại một mình chị nuôi hai con nhỏ. Không chỉ cháu Phương mà người con trai cả của chị năm nay 9 tuổi cũng bị dị tật mắt bẩm sinh. Bản thân chị lại mắc thêm bệnh về tim nên không thể làm gì ngoài việc đi may với vài đồng lương ít ỏi. Trời có một mình này bị bệnh tim nữa, không làm được gì hết. Đi làm công nhân thì còn lương thì thó không được có 3 triệu vọt. Vậy lo hắn không đủ. Dù khiếm khuyết về cơ thể, thua kém bạn bè về thể chất, nhưng ở lớp các con luôn là những học sinh xuất sắc và chăm ngoan. Với hoàn cảnh khó khăn, gia đình chị Phương đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để có đủ tiền trang trải việc mổ mắt cho các con. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ chị Nguyễn Thị Bông ở thôn Đàng Trung, xã Tâm Dân, huyện Phú Ninh, số điện thoại 0332-643-597 hoặc địa chỉ từ thiện Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, 58 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ. Thưa quý vị, thông qua địa chỉ từ thiện Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, trong tuần, nhà sách Tân Văn số 264 Phan Chu Trinh, thành phố Tam Kỳ đã ủng hộ 2.400.000 đồng cho 8 trường hợp có hoàn cảnh thương tâm đã phát trên sóng QRT trong thời gian qua, mỗi trường hợp 300.000 đồng, gồm bà Nguyễn Thị Bông, thôn Đàng Trung, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, bà Lê Thị Minh, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, anh Trần Đình Trí, xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, ông Phan Thành, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, em Phan Minh Nhật Nguyệt, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, bà Nguyễn Thị Được, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, bà Phan Thị Xuân, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, bà Nguyễn Thị Kiếm, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của nhà sách Tân Văn đối với các địa chỉ từ thiện và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của quý vị để các trường hợp khó khăn có thêm điều kiện ổn định cuộc sống. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và ngay bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp.
Kính chào quý vị, bây giờ là những thông tin về tình hình tài chính và thị trường, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, hiện mặt bằng lãi suất cho vay Việt Nam đồng phổ biến ở mức 6-9% một năm đối với ngắn hạn, 9-11% một năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với một số ngành lĩnh vực ở mức là 5% một năm. Tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước cho biết, hoạt động ngân hàng tuần cuối tháng 7 lãi suất huy động bằng Việt Nam đồng phổ biến ở mức 0,1-0,2% một năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, 3,7-4,25% một năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, 4,4-6,4% một năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức là 6-7,3% một năm. Lãi suất huy động USD của các tổ chức tín dụng ở mức 0% một năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức. Về lãi suất cho vay, hiện mặt bằng lãi suất cho vay Việt Nam đồng phổ biến ở mức 6-9% một năm đối với ngắn hạn, từ 9-11% một năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng đối với một số ngành lĩnh vực ở mức là 5% một năm. Trên thị trường liên ngân hàng, so với tuần trước thì lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần đối với giao dịch Việt Nam đồng dao động nhẹ so với mức lãi suất trước ở kỳ hạn. Các giao dịch Việt Nam đồng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm, với tỷ trọng khoảng 72% tổng doanh số giao dịch, kỳ hạn một tuần chiếm khoảng 13% tổng doanh số giao dịch. Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và một tuần với tỷ trọng lần lượt là 83% và 7%. So với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần đối với giao dịch Việt Nam đồng dao động nhẹ so với mức lãi suất tuần trước ở các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm một tuần và một tháng lần lượt là 0,14% một năm, 0,23% một năm và 0,55% một năm. Thưa quý vị, lĩnh vực tài chính tiêu dùng cá nhân đây càng trở nên sôi động hơn với sự gia nhập của nhiều công ty mới. Sản phẩm cho vay tiêu dùng khá đa dạng từ giá trị nhỏ vài triệu đồng như là điện thoại, xe đạp, mỹ phẩm đến các sản phẩm có giá trị lớn hơn từ vài chục và vài trăm triệu đồng như là xe máy, mua nhà, mua ô tô, v.v. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, trong những năm qua, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng ở Việt Nam tăng trưởng trung bình 20% một năm, ước tính tỷ lệ tín dụng tiêu dùng trên tổng tín dụng 5,6% một năm. Tỷ lệ cho vay tiêu dùng trên tiêu dùng cuối cùng là 7,3% và dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân đầu người đạt xấp xỉ 1,5 triệu đồng mỗi người. Lĩnh vực tài chính tiêu dùng cá nhân đang ngày càng trở nên sôi động hơn với sự gia nhập của nhiều công ty mới. Nhu cầu tín dụng tiêu dùng cũng ngày càng gia tăng ở cả khu vực thành thị và nông thôn. Nhu cầu mua sắm không ngừng gia tăng khi đời sống kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Một bộ phận không nhỏ người dân, nhất là giới trẻ tìm đến dịch vụ, vay mua sắm tiêu dùng ngày càng nhiều. Nắm bắt xu thế đó, ngân hàng và các công ty tài chính liên tục triển khai các chương trình kích cầu tín dụng tiêu dùng với mức lãi suất hấp dẫn, điều kiện vay vốn phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Chuyển sang thông tin về diễn biến thị trường vàng trong ngày. Thưa quý vị, giá vàng phiên giao dịch sáng ngày 1 tháng 8 tăng trở lại ở cả thị trường thế giới và trong nước. Vàng SJC chạm mốc là 58 triệu đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng ghi nhận trong phiên giao dịch sáng có giá dao động ở mức là 1.976 USD một ounce. Trong nước đã chốt phiên giao dịch ngày 31 tháng 7, dao động ở mức là 56,86 triệu đồng một lượng mua vào và 58 triệu đồng một lượng bán ra, tăng từ 50 đến 180.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Thì bước sang ngày giao dịch 1 tháng 8, mỗi lượng vàng SJC có giá mua vào ở mức là 56,68 triệu đồng, bán ra là 58 triệu đồng. Vừa rồi là bản tin tài chính và thị trường. Bản tin có sự đồng hành của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.